Ok, hello anh em. Thì tối nay không có buổi dạy nào nên cũng về sớm, tranh thủ chơi tí game. Thì hôm nay thì có ra vừa nãy á, cho chính xác hơn là vừa nãy. Thì có một con game mới ra mắt, một con game 2D. Thì tôi đã nhắc chị nói rất nhiều lần trên mấy video trước rồi, nên anh em nào theo dõi kênh thì chắc cũng biết gì nó. Còn nếu anh em chưa biết thì tôi cũng giới thiệu lên luôn. Đây là con game đây, ở đây nè. Thì nó cũng chỉ mới ra mắt khoảng vài giờ trước thôi. Trong lúc tôi đi làm tôi nhận được cái mail đó rồi. Thì con game 2D này thì tôi chưa có mua, nó nằm trong hàng của đệ tôi đó. Nó thằng đệ tôi thì nó rất thích mấy dòng game 2D này nên tôi mượn hàng đó tôi chơi luôn, nên có thể chơi tí xíu thử xem sao. Rồi sao nó hiện đến giá mít xịt ta 66%, nghĩa là nó gán lên 1% nữa 67% là qua được cái đánh giá mà cực kỳ tích cực rồi đó. Tích cực chứ chưa tới cực kỳ, gán cố gắng 1% nữa là game này nó xanh lại lại thôi chứ không phải 100% gì đâu. Thì đây là con game tôi mượn trong cái hàng 2D của đệ, có thể chơi tí xíu phải trả nó rồi, thì chút nữa thì nó về nó đòi hạt thì tôi sẽ trả nó thôi. Thì anh em xem lại video một lần nữa. Con game này ban đầu trước mắt tôi thấy thì đồ họa nó rất là đẹp, gameplay thì chưa biết sao. Anh em nhìn cái thiết kế cái khung hình này nè, thấy nó rất bố cục, nó phân phối rất là tốt luôn. Sang hai này chắc là thượng hải quá, con cá mập này nữa nè. Thì điểm nhấn đầu tiên là ấn tượng nhất là cái đồ họa đó, âm nhạc thì cũng tương đối ổn cho nên. Còn cái phần gameplay thì chưa biết sao, nhưng tôi thấy animation nó hơi khựng khựng chút, nhất là cái phần đuôi tóc nó dư quá mượt mà luôn. Thì con game này thì được xây dựng trên Unreal Engine 5 phải không? Hình như lúc trước tôi đọc thông tin nó là như vậy, không nhớ chính xác luôn nữa. Còn đồ họa hầu hết là đa số là vẽ tay luôn á, nên có thể nhìn mấy cái bức tượng ở background đằng sau nào nè, tạo hình rất là ấn tượng luôn. Bây giờ tôi thấy thì có chỉ mới có khoảng là 2-3 vùng đất thôi, thì sẽ có mặt trên Steam vào 25 tháng 4. Đây là phiên bản đầy đủ luôn chứ không có Early Access. Thì thằng đệ tôi nó không có mua mấy cái gói DLC này đâu nên không có coi được đâu. Thì game này chỉ cần cố gắng 1% nữa thôi, một cái đánh giá tích cực nó thôi là nó sẽ xanh trở lại rồi. Đây, muốn chờ tay cầm. Rồi, anh em đợi tí, tôi vô login vô cái Steam. Ê, giờ này mạng nó hơi. Rồi, ok. Chúng ta tắt cái này đi. Nên để tí nó chạy cái update cái nó. Rồi ok vô được rồi. À nó hiện cái màn hình bên đây đợi tôi vào cài đặt đồ họa tôi kéo nó qua anh kia. Thì trước tiên là tôi tắt cái VSync cái. Màn hình bên đây nó chạy VSync khá là lỗi luôn. Rồi hiện tại đã tắt rồi. Tôi chuyển về cửa sổ kéo nó ra luôn. Ủa, nãy tôi thấy nó hiện độ phân giải 4K mà nó. Ê, khoan khoan. Sau lúc nó hiện 4K giờ nó hết rồi đó. Sao full game nó lại có cái khung màu vàng ở ngoài đó. Không biết anh em có nhìn thấy cái khung màu vàng không chứ tôi thấy nó có cái khung màu vàng bọc ngoài á. Thì hiện tại là nó hỗ trợ độ phân giải tán loạn như này, nên chắc tôi phải chấp nhận nó ở mức là Full HD thôi chứ 4K 2K này. Borderless thì không được chỉnh độ phân giải luôn, còn setting chất lượng đồ họa chắc ok thôi. Hiện tại tôi bật FPS để coi thử là con game nó vận hành có trơn tru không. Thì tôi thấy nó hiển thị Full HD mà sao nó chỉ chạy có bảy mấy FPS à, trong khi con GPU lót cỡ luôn. Phần audio thì hơi to tí, chắc tôi giảm nó nhẹ lại.
còn control để vô tham khảo nút cái đó thì nhảy ở nút A là nút XY cơ bản như thường, vũ khí phụ là nút B, heal là left button. Hai nút này quan trọng, một cái là T một cái là GB. Okay. Tại sao kỳ vậy? Hai cái chiêu thức đặc biệt thì nó lại phân ra hai nút. Thôi tí nữa vô game làm quen xong thì chúng ta bắt đầu ha. Thì đây thằng đệ tôi chưa có chơi luôn á, tôi cướp của nó luôn á. The residence of God. Tôi phụ đề trên nền trắng nữa là tôi không thấy gì luôn. Nơi hòa bình đã trở lại. The war that was promised, lost to the ages. Đây là cái hình ảnh chúng ta xem mà lúc đầu trên trailer nè. Bây giờ nó có thêm phụ đề thôi. The children of God returning to their origins. Indeed, she is gone. Cô ấy đã ra đi rồi. Those left behind are withering day by day from this deafening silence. The sun and stars have yet to return to their proper paths. The rain no longer graces its children. Souls once flowing in the stream are now lost beyond. Beings have forfeited their gifts, bestowed by God, and may be awakened no more. Her whispers can coax the souls to return to the world. Ủa? Sao nó đen thui như đây rồi? À, đang load game. Rồi, bây giờ chúng ta đã vào game nào. Cross soon once again. It was quite the effort to lay them to rest. But his soul certainly should have returned to the stream. Let's go, but look over everything once more before we head back. Hiện tại thì chúng ta chỉ có đánh bài thôi, chưa có nút nào khác. Về, lúc này là lúc đùi vậy. Như tôi vừa xài uống máu rồi thì cái này nút nhảy xuống thôi. Đánh có thiên đam lắm rồi, được phải ép. Bên combat mà nó hiện chữ. Như đó là cái chồng không? Có gương. Thì chúng ta có thể vào menu. Ngôn ngữ kỳ lạ gì vậy nào? Bây giờ là điều hướng bằng cái nút này. Khoan, người vẫn chưa hiểu lắm. Này zoom vào zoom ra thôi. Bên đây mới đúng. Này sẽ tin cái này là nhiệm vụ. Còn cái này chắc là cây kỹ năng của chúng ta. Thì chưa có gì thì phải chịu rồi. Này là chỉ số. Này là bảng thiên phú, bảng kỹ năng tài năng gì đó. Bây giờ hình như có cái kiếm mới rồi.
vũ khí phụ. À, hôm nay đưa vũ khí chính và vũ khí phụ rồi. Thì chúng ta chưa có gì mới nên mới chỉ thông báo chúng ta vô đây thôi. Bây giờ đi bên trái hay đi bên phải nào? Nghĩ đi bên phải. Hiện tại quái nó không đánh trả mình luôn. Ủa sao mình bị kẹt bức tường ở đây mình có thể đánh vào bắn? Hiện tại bức tường này không đi qua được. Chắc tôi tắt hiển thị FPS đi cho nó dễ nhìn. Ta làm này nè, cái điểm đầu tiên của chúng ta đây. Bây giờ vũ khí chính thì cộng 2. Hiện tại nãy hình như chúng ta đánh là 6 đam ấy vậy. Mát hấp B cộng 5. Game này coi bộ phải cày cuốc à. Vũ khí phụ cộng 8 nè. Và chúng ta chưa có vũ khí phụ. Sao lại hai cái vũ khí chính đều cộng 2 đam ta? Bên phải thì sẽ tăng biết, còn bên trái thì vẫn thế. Tăng ghét đam level 5, ghét đam level 3. Thì chắc chúng ta tăng cái này trước. Mình hết điểm rồi. Level 2, nó tắt là 2. Em nào ra thử kiếm không? Bên trái mình thì có đường lên trên nữa rồi. Nhảy khó ta. Mình không biết là có double zoom hay là nhảy lướt zoom nữa. Đây có đồ nè. Chúng ta nãy là còn một cái cửa bên trái. Có đường ẩn gì không? Chỗ này đã dỗ chúng ta lên mà. Cái gì? Hona giết. Nhảy lên được ta. Thì cái chiêu lướt lùi của mình là hiện tại không lên được. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bên trái cũng không có đường. Không, bên này như mới á. Nãy mình lên nhớ là lên bên trái rồi. Rồi nãy lên bên này đúng rồi. Cái này nó cũng reset lại nữa nè. Hay là nãy chém chưa hết. Chưa có gì để làm được, bí đường à. Người thiết kế map kỳ cục quá ta.
Nãy đi về bên trái là lấy cái món kia hết đường. Vì cái cục đó phải đánh nhiều lần, nãy tôi mới đánh con gái à. Ở dưới còn đường nữa kìa. Làm lại. Đồ đó đáng lẽ nó phải tự động cộng vô cho mình đó. Đây đường mới. Còn hết. Dưới này có đường. Không đủ nhảy qua luôn. Chỉ chắc là chưa đi được đâu. Bên trái cũng có đường nữa. Nhưng mà dướng cái đó rồi. Chắc đi nốt về bên trái xem sao. Cái gì? Xe lầm ban đầu phải chơi giá khá là nặng luôn. Để tôi coi có nút nào hồi máu không. Đây là bình máu thì nhấn vào đây để trang bị. Tôi muốn đi nó đưa lên, chắc là nút trên, nút lên chưa. Thy remnants shall be kept as prism bones. The job is done here. Now Ifri will return to the village and take a well-deserved nap. Bây giờ mình tìm được cái bộ này rồi thì mình đem về quá. That sound. It's coming from that. Nhảy xuống hả? Ha! Try this. Giờ mới boss hả? Mình chưa có vũ khí bộ nữa. Lướt ha. This aura. Ah, it's the aura belonging to Goliath Sion. And how is it possible? Bây giờ nó mới là boss à. Đúng hay hết tèo luôn. Con game khá là chế nha. Vừa nó nói một thứ rất là quen thuộc cái nó biến hình. Rene, you were always the special one, granted with the gift of the gods, a gift without equal. Cái boy mà hay thiệt chứ. What gift? Thì chắc cái hòn đá nãy là một cái linh hồn chú ngụ đó thôi. Both to survive this broken world. You would have loved the way we live now. Hồi đó chắc cho mình thêm mạng nữa. This is the confluence of stream at the village. We were definitely dead then. Mà cái con hình nhân giấy bay bay hồi nãy giờ là gì ta? And we didn't return from the well. Is this the gift that it seems that my power allows me to return from the confluence. Wow! A marvelous gift it is then. Why don't we give it another try, Ri? It should be impossible for such dangerous monsters to appear near the village. We must make haste and inform Madame at once. Ở đây là mình có thể xếp à? Xếp cái tiến trình khi mà cái dòng điểm của mình. Đây là cái bản đồ. Cái con ma này là sao? Hệ thống bản đồ này thì có thể là nó phân nhánh rất là nhiều như cái tổ kiến vậy. Cái dòng chữ trên này thì cũng không biết ý nghĩa là gì.
Thì vẽ tay cũng khá là đẹp đó. Chỗ này là chúng ta đang ở đây. Đây là cái gì? Một cái ghi chú của mà mạo hiểm giả vô danh. Này đọc được không? Chúng ta mới ăn cái gì phải không? Ồ, một cái gương. Một lọ máu thôi. Này còn đường đi không? Game không có nút lướt khá là khó chịu nha. Lướt lùi được nè. Lướt lùi nè. Nhưng mà không có lướt tới. Chết rồi, vừa uống bình máu rồi. Fiora is curious. And this stranger has created a glamour that conceals her body. She seems no threat. Another ode. And the toughest yet. Nghe cái voi em này tôi nhớ đến mà cái em gái trong Elden Ring lúc đầu á, em nàng bốn tay á. Tên gì quên mất rồi. The memory shard is resonating. A resonant? Seems that you cannot count yourself among them yet. Sam? Of whom do you speak? Faded, has it? Then you would do well to stay away from those who dress like you. Người mà mặc bộ váy giống mình. I felt a familiar feeling in her. A voice sounds in my head, but it isn't clear to me. That's impossible. She can use the soul crystallization spell. Chị ngâm nhập mật. Garden raised. What was she babbling on about? Rồi đi nhanh đi. Mấy cái hiệu ứng hoa cỏ này nó lấp lấy quá. Đây là cái đoạn chúng ta cũng thấy con trailer nè. Con này nó chỉ chạy thẳng về phía trước thôi. Xuống dưới coi thứ rồi. Có một cái gương. Con này thì đau thẳng về phía mình. Cái đường đó lên sao ta? Rồi rồi. Nhảy thì đụng dần, mà gớt xuống thì đụng vách. Đây chắc đi đường trên này đúng rồi. Chỉ có một đạo máu thôi. Nghĩ xác rồi. Này bộ khiêu nó sao ta? Tóc này nó trâu dữ. Ấm áp. Ở dưới không có đường, nó chỉ thiết kế vậy thôi. Bây giờ trái hay phải? Trái là hết đường. Bên phải còn đường dưới nó đi đúng không? Rồi, tôi không nhìn thấy con quái luôn. Kìa nó nè. Mất áo bùi. Tấn công đi. Rồi rồi. Nãy giờ ba con nó chích mình ba cái rồi. Bên đó có cái gì không? Một cái là dạng như lưới hái luôn. Mình đang lụm đồ mà nó cũng đánh được nữa hả ta? Chúng ta lắp thử cái này vô.
Một cái đánh nhanh, cái đánh chậm. Bạn có cái cánh gãy, cánh vỡ gì không? Của nó là cái gì? Nó đi trên thứ ra. Thì nó thiết kế con quái với môi trường là không nhìn thấy được luôn. Kiểu như cố tình đó vậy. Với cục này thôi. Bên trái không có gì nữa. Con game này thiết kế đường hơi bị sai nha. Cọc. Thế giới à? Thì hình như map update là quái nó gì game đó. Thôi không chơi mới ngon hết. The village. Vàng. So those fiery monsters were truly targeting our village. Madam, Ifri, can you locate? Giờ thì Madam á. Aura was not. Let's enter the village proper. Madam must have set the protection circle somewhere. Để chốt thì trưởng lại như thế này. Bây giờ thấy level 3 gì đó mà không biết tăng cấp như sao đâu. Có một điểm ta lành nữa nè. Nãy chúng ta nâng điểm này rồi. Vũ khí phụ. Bạn chó nữa nè. Chó nó không biến hình nữa. Near miss. If the wolf had the spell was quite powerful. It seems that Madam looks like our master. Bây giờ phải vô khu vực trước để tìm coi Madam đang đâu. Quite excellent if I'd use this spell. Madam would never use it without good reason. Tìm mua tiếp mấy game này cứ đi vô gần tới về nhà là nhà đang cứ nát à. Nó làm gì con cua vậy? Hình như mình vừa lên cấp nữa đó. Tiếp tục. Có cái điểm ta lành gì không? Một trên hai, level 45 mới get được một lần nữa. Level 50. Mình sẽ tăng điểm này đi. Bây giờ vũ khí chính của mình là cộng 4 rồi. Ê, cô quái rồi. Trên đó có đồ. Rồi hiện tại là không cách nào nhảy được đâu. Trời ơi, gì cũng dính đòn cái nó. Game lừa đảo. Thì trên này là hết đường rồi. Ở bên đó có cái mà vào mình kiểu gì ta. Có khi là có khi về dập tường nháy không? Thì chỗ này đây là ngôi nhà mới của chúng ta. Ruby vọt. Thì cái này chắc chỉ là những lời nhắn để lại thôi. Bây giờ chúng ta đi đâu?
Hiện tại mình đang ở đây. Đây có một cây táo để hồi máu thôi, nên chắc đi qua phía bên phải thử. Ở bên trái ở đây còn cái đường nữa nè. Thử xuống cái đường phía dưới trước thôi. Cây táo rồi. Bây giờ nhảy lên, nhảy qua trái một cái. Nãy giờ tôi quên mất là mình có cái chiêu nhảy lùi luôn. Cái chiêu này nó không kết hợp với nhau ra được cái combo gì hết. Rồi thăm minh lệnh tí xíu là mất trả giá máu à. Thực ra cái con mà lao lao vô mình á, mình không cần phải canh cái thời điểm nữa. Chỉ cần canh lúc nó lao vô mình chém là được. Dưới có đường không? Dưới có đường không? Mà cái vũ khí cái tàu đó hình như bị bể đó, mình đứng lâu chắc có khi mình chết. Khúc gỗ hả? Cái dao gỗ. Bây giờ là attack của dao thì còn 13 rồi. Cái này vũ khí nó phân ra từng loại nữa hả ta? Cái kiếm mình vẫn còn 10 thôi, còn cái dao gỗ còn 13. Cái này nó sập không? Hiện tại là không, nó chỉ làm hiệu ứng gì thôi. Người coi bản đồ khác thì nó không có hiển thị cái gì đây cả. Một cái khu rừng trống rỗng không? Có khi nào cái cây này là cái điểm nó mở ra bản đồ không ta? Không nhảy lên được, chắc đi gót từ trên xuống. Cây này chém chậm quá. Rồi rồi. Có cái đồ rồi. Cái mảnh của cánh bướm thôi. Trời đứng ở dưới sao mình xuống được. Vậy bắt buộc phải bán máu để đi vô rồi. Cái này thì để phát cho vợ cái phần mini map. Mỗi lần di chuyển thì tốn một cái lọ thư giãn này. Bây giờ vô đây chỉ để lấy cái lọ thôi đó.
Mình bỏ máu thôi. Giờ nó có đường không ta? Tôi thờ công. Bây giờ bản đồ nó cho nó như không rồi. Giờ đi ngược về bên phải rồi. Thăm minh nó chậm lắm. Chỗ này nãy dưới mình đi lên chỉ chắc lên trên qua phải thôi, nó hết đường rồi. Quên cắn cây táo nữa đó. Thì bây giờ chúng ta đã lên cấp. MB để làm gì đâu, mình chưa có cái gì hết. Hiện tại chắc tôi phải đổi vũ khí rồi. Mình đổi vũ khí rồi cái đó. Thì cái cây này cho nó thành cái này 11, cái này 13. Cái MP để xài quyển sách này nè. Cây kiếm thì 10 nhưng mà cảm giác cây kiếm nó đánh nhanh hơn rất là nhiều. Cái lưỡi hái về phạm vi nó rộng hơn thấy gõ luôn. Còn cây này tương đối chậm. Tôi chắc lấy lại cái kiếm này thôi. Đạn nó yếu nhưng mà nó cảm giác đánh nó nhanh hơn nhiều. Như này có đường nữa không? Rồi, cái thiết kế con quái rồi. Gì đố ai thấy được. Đi có đường ẩn nè. Tại mình không nhảy lên được luôn. Bên trái có đường để nhảy nè. Trời nó cái gương đã mở rồi. Nên chắc tiếp đường này thôi. They've already passed through here. Stop! What are you doing to her? She's casting that spell right now. Thôi nào đâu vậy? Arrows were siphoned into her crystal. Do not disturb me. Leave Madame alone. Madame là ai? Mình ở đâu đâu? Đừng nói bà đang nằm đó là Madame nha. Tôi tính đâu là cái nền đất không á. Không đánh được. Đánh được thì đi thôi. Cái này cái gì? Này nó chặn mình rồi, không cho mình quay về. If you know nothing of it, then refrain from interfering with everything you see. If we do nothing, Eros may end up like those wanderers. Yes, I know what must be done. That should be the last one. Madame Sơn Cỏ, hả? You know too. That girl never killed Eros. She just captured her soul. I think she should still be safe for now. Vì cái nhân vật bí ẩn nãy không phải là thủ phạm giết của mấy người này. Nevertheless, chỉ lấy thì linh hồn của bà mà làm đó thôi. As you say,
She's headed east with Eros, and I remember that there's a town on the way. Đi về hướng đông. Then we head for that town first. Someone may have seen her. But she would be left unidentifiable wrapped in her cloak. Thì mang bó chàng tròn thôi nên cũng không nhận diện được rồi. Yes. Under the cloak was a glamour, a triangular emblem. That must be a clue. Rồi chúng ta có manh mối gì nhân vật chứ cái áo tròn đi tìm đó. Gì đánh gì ghê vậy? Nhỏ dân cái khúc luôn rồi. Trái phải anh em. Bản đồ. Tôi nghĩ là bên trái nó cục đường. Trái thôi. Mấy cái này vẫn chưa gõ để làm gì. Khi mình chết nó có mất không? Hoặc là thấy nó nhặt cát rồi mất. Chắc xuống dưới thử. Nếu dưới có đường chắc xuống nữa. Xuống nó tối hơn à. Theo bản đồ chắc đi trên thử. Ngồi xuống thì không bò qua được. Hay là mới có cái chiêu thức gì không? Xuống rồi. Xuống nữa hả? À đây là khu rừng đó. Trời ơi, cái lớp da ở trên. Nó thiết kế cái bách gao nổi mà. Vậy sao qua ta? Con lẽ xây lưng lại xài chiêu lướt. Cũng không tới nữa. Không được, nhấp nhẹ cái nó cũng quay rất là nhiều nữa. Được được. Hơi khó đấy. Bây giờ cái này là để mà rèn vũ khí phải không? Thức tỉnh cái trí nhớ của vũ khí vậy. Coi thử coi. Nó không nằm bên đây. Mình có món quà. Thiên nhiên một đống đồ lụm nãy giờ. Không phải sử dụng. Không phải sử dụng luôn. Cái lá thư này cũng không đọc được luôn. Thì rất là nhiều đồ nhưng mà nhưng mà không biết nó là cái gì. Cái này giá tài nguyên thôi. Và đây cảnh rất là xanh tươi nha. Con này quá trâu rồi. Mày máu đó. Chưa tưởng đánh bà gái nó chết. Cây này không chặt được. Căng gà gu. Đi con gì rồi? Cái gì? Cái nhỏ hả? Đi đi đi. Nhiều được cái roi. Vũ khí trông rất là BDSM luôn á.
Cái này mình chưa có cái gì hết. Cái này giống nuôi cái cây ma thuật nè. Này lên cấp rồi. Ấy quên nó nhé, mình đeo vũ khí luôn à. Lưỡi hái này tới 19 năm lận. Hiện tại mình chưa có bò qua được cái lỗ đó. Cái map đẹp thì đẹp thiệt đó, nhưng mà nó phối màu khó nhìn quá. Phải có double zoom hay là lướt nữa thì ngon. Cái gì đây? Con phượng hoàng trong Zalo rồi. Gì thì chú chim lửa nữa nào. Nhảy lên sao được, không lẽ nhảy xuống. Đồ thì ở bản đánh xuyên qua được nhưng mà không đi qua được. There are far more wanderers in the wilds than around the village. Rồi. Let's deal with them too so others don't get hurt. Phản đam. Trời hơi bẩn chút mà cũng được. Bây giờ đến quái mới chính thức là rớt đòn nữa. Thì nhảy lên trên thì nhảy không được rồi. Ấy. Quá tài luôn. Liền trên mới lấy được cái kho báu đó. Mình dưới có đồ rồi phải không? Con này đưa cảm giác cái khiêu có delay á. Rồi rớt xuống rồi. Cái gô già này tính xa nè, đam lại mạnh nữa nè. Bỏ máu rồi. Mới thấy được cái chi mạng đầu tiên. Sao rồi nhảy cái này hơi bộ cô bỏ hơi bị chua à. Để tôi bật FPS lên đây sao mà cảm giác khung hình nó giật dữ. Chuột ở đâu ra? Nó bốn bây giờ nó lên 4K thì cái này anh em ơi, hạn gì nó giật. Nó góp dưới 60 khung hình nó giật. Bây giờ đồ rớt ở dưới rồi, mình muốn lụm mình phải nhảy dưới nữa. Rồi bó tay luôn.
trâu quá vậy. Đi bộ váy công chúa. Rồi bây giờ phải đi lại lần nữa để nhảy lên đó hả? Ủa? Bộ váy đâu? Đây. Tăng được một tí phòng thủ. Dinh lên được tí máu. So với cái váy cũ của mình thì hơn khá nhiều đó. Con này nó không có lưu cái độ phân giải nên nãy thu nhỏ cửa sổ là nó tới 100 mấy FPS lắm, mặc dù là cái độ phân giải vẫn là full HD. Khi mình zoom lên cái này là nó ra 4K nên nó khá là giật luôn. Đây chúng ta lấy cái gương nãy nhìn thấy nè. Rồi lỗ mana, mình làm gì có mana đâu mà xài. Đó, anh em thấy cái khung hình nó góp hơi nhiều không? Chết rồi. Cái tay cầm nó rung một cách là khủng khiếp luôn. Ây da. Từ từ tắt cục cái mới được. Ủa mình không có chức năng tắt cung trong đấy là hay là game. Bỏ hai này đi. Ở trên có đường nhưng hiện tại mình nhảy là không có đường nào lên được đâu. Rồi FPS nó góp. Rồi đúng rồi. Đứng lên kìa. Dạ, rồi thu về cũng đông chưa. Trời, mình đứng sau lưng nó, mình đứng tiêu nó. Thì dậu ăn ở dưới nè. Chơi cái siêu rồi. Thôi rồi. Bây giờ mình mới có thể lướt nè. Đó giờ mình có thể nhảy lướt. Mà vẫn nhảy lùi nha. Chưa có nhảy tiến được. À, mình chọn hướng nào nó lướt hướng đó. Giờ mới hiểu. Rồi ok. Bây giờ chúng ta lên cấp rồi. Hiện tại mình đang ở dưới này, có một cái cây thần trên này. Cây trên này giống cái cây đầu game mình đi á. Giờ cái vùng này chưa có mở gì hết. Mình tăng điểm ta lành đó. Này mình tăng rồi luôn rồi. Sao mà lên thì nó không lên được gì. Nó cho cái cây tha lành nhưng bắt buộc phải tăng theo cái hướng của nó.
Bây giờ mình còn một điểm mình không biết tăng ở đâu được nữa. Tại vì nó giới hạn hết tất cả mọi thứ rồi. Game khá là kỳ cục. Trời, cái cục đó chúng tôi nó giỏi vậy hả? Giờ chém cái đống này rớt xuống, mình phải tự đi xuống mình lụm. Cái dây leo mà đi không được, mình mới nhảy thôi. Kangaroo rồi. Ủa, nó chơi chiêu gì vô vậy? Có thể tao ghi được cái cục đó luôn. Được, dễ đánh mấy con nho này dễ dàng hơn rồi. Thầy hết chết luôn rồi. Ta có hai món đồ rồi. Game này sau này tôi nghĩ chắc phải đi farm tốn tài nguyên khá khá. Ủa, cái này đánh phá dở được đó. Sao nãy đầu game mình đánh không được đó. Bây giờ mình đi qua trái hay qua phải? Trái là trở về chỗ như cũ. Chúng ta còn một đường xuống dưới đi thẳng qua phải nè. Hai đường xuống dưới đi thẳng qua phải luôn. Đây cái chỗ này nãy đi không được, bây giờ tới đi được rồi. Chúng ta có còn quái không? Con này có chiêu hút thôi. Ê, có đường. Đường ẩn. Khoan, tôi vừa nhìn thấy cái gì ta? Chỗ này nãy mình đi xuống một lần rồi. Giờ cái vũ khí đầu của mình yếu quá. Cái cục đó treo là nó không có ý nghĩa gì hết. Đang nhảy thẳng dưới mình đi qua phải luôn. Nữ bảo chúa BDSM đây. Cái kiếm này giống trong trò chơi dân quyền quá vậy. Đây cây cỏ che là không có gì hết. Vì mình nhảy lên đây chi ta? Một hồi mình có double zoom phải không? Như theo tôi đoán cái thiết kế bối cảnh này có thể chúng ta sẽ có double zoom đó. Cái gì đây? Cây này nó có thể to hơn. Đó, chúng ta đã mở phá được một mớ nữa. Cái khu vực này có thể cần double zoom nè. Ở đây có cái lối đi bí ẩn nè. Hồi nãy rớt xuống là mình phải canh đúng cái thời điểm này mình lướt vô. Nhưng mà tôi chắc không có đi lại đâu.
Con này đồ quá đẹp. Mình đi xuống. Đi xuống sang trái, mình chưa đi. Dưới đó có quái rồi không? Ôi. Con này có giữ không cho nó lại gần. Con này quá trâu luôn à. Ê da. Cái vũ khí của mình nó yếu quá rồi. Cái gô da thì cái lượng đam nó rất mạnh luôn. Chỗ này hồi nãy ban đầu mình chưa có nhảy qua được, giờ mình mới nhảy qua được. Ngoài dưới này có đường ngầm không? Không có rồi. Đi dưới chứ. Đi trên chứ không phải dưới. Ở đây. Come on baby. Giờ mình không giết nó là mình qua cái chỗ đó là dướng liền. Phải rớt độ dưới nữa rồi. Khốn nạn. Anh em có thể nghe được cái tiếng chuông gió nó rất là thật luôn. Không được mình phải nhảy cái này đụng trần mình mới lướt. Vẫn sai thông minh. Thông minh kém quá. Dài nó vậy đó anh em không gắm thấy. 9 giờ để nó vô à. Sao nó trâu quá vậy ta? Hai cái luôn rồi. Đây được một cái kiếm. Ngoài này. Và đến thời điểm chúng ta hai cái kiếm mới này. Quá. Ok bên đây mới đúng. Ngon, quá ngon luôn. Nãy giờ chúng ta thọt đồ rất là nhiều luôn. Hiện tại chưa có bộ nào mới hết. Anh em thấy cái váy này nó có khác gì cái nãy không? Dạ. Chú kỳ ta không lướt lùi được. Hay là ngay dốc. Bao nhiêu cũng già. Chúng ta được một cái cọ, một cái lá trong cái cỏ ba lá. À tôi hiểu rồi. Mình chỉ thể đánh được một bên ở chỗ cái cây gia cố thôi. Như này hết đường rồi.
Ây. Quên nhấp nhẹ quá là nó nhảy ngắn ngủng à. Phải cái chìa khóa. Bây giờ chúng ta hết đường đi rồi. Chắc phải lên hướng trên này nhảy qua quá không? Cái gì? Thôi xong sao về tới cái cây rồi. Lên đó được nữa ta. Không lên được. Tôi nghĩ là có double zoom mình mới lên được. Để cố gắng hết sức. Nhưng chúng ta phải quay về cây đồng thôi. Về đường nào giờ? Xuống dưới vòng lại. Nãy quên phá cái chỗ rồi đi. Thiệt. Này mình xuống luôn được không? Thôi. Tốn thời gian quá, anh game này đi mò đường. Rồi, lúc không kịp. Đường trên rồi, không có chơi gian được rồi. Này nó không có hồi. Dòng qua phải ngược lại, dòng qua trái ngược lại. Anh em nhìn nó góp FPS khá là khó chịu luôn nha. Cả mắt tôi cũng thấy khó chịu nữa. Nhưng mà cứ zoom cái màn hình lên thì nó hiện cái độ phân giải nè. Lý do ban đầu của chỉnh độ phân giải cũng không được là do nó. Cây đâu ta? Mình dậy cái cây mình hồi máu nha. Ủa phui máu luôn nè.
xuống giếng nữa, đừng có dụ. Trời ơi. Được một lọ máu thôi, chẳng có gì cả. Ê. Rồi bên trái không có đường, tôi thấy cái gì tím tím ở trên đó rồi phải không? Đó. Bước trên bên trái có gì đó tím tím nhưng mà chắc chúng ta chưa đi được đâu. Bỏ tài rồi diễn dính đường chiêu nữa. Này có đồ, có đường vậy. Cái gì? Thang này, thang tự động rồi, bên trái cái gương nè, ở trên đó. Hồi nãy tôi nhảy qua chỗ này không được, thôi đi lại tốn thời gian lắm. Ơ? Rồi, đánh vô cái này để nó phản ứng. Chưa qua bản đường đó hay là do tôi chưa nghĩ tới không? Nó giật quá rồi, để tôi chỉnh lại cái FPS hả? Bây giờ mình giảm độ khán giả xuống là nó thu nhỏ. Còn full game thì nó để 4K luôn nên mà cái máy tôi gánh không có nổi. Khiến cái cảm giác góp FPS nhiều lắm. Giờ mượt hơn nè. Mình để full HD nữa rồi. Đó, mình chỉnh full game nữa rồi. Được rồi đó. Dễ FPS rất là mượt luôn á. Đó, dư sức tránh. Không ấy hiện tượng giật lắc như nãy nữa. Trời giá. Trời ơi. Cái chiều đó nó bắn dưới chừng. Mình đã mở được cái cửa dưới. Máu máu. Nó mất mình máu cho lên mình nó nào. Có cái tím tím đâu kìa.
cánh dơi. Chỉ đi này chỉ nhặt đồ thôi. FPS nhập 44 là thấy nó mực con ngắn luôn. Tôi nghĩ trên này là có cái gì đó để mở đường đó. Nhiều lúc lực lượng khoảng cách nó hơi sai sai. Được thêm một ổ máu. Bó tài. Tôi nhìn không nhìn thấy quái luôn. Bây giờ mình đi đâu nữa ta? Nó lại có một cái gương. Ôi, ai da. Kim gỗ. Cái đao này thì đánh chậm hơn nhưng mà cái phạm vi nó rộng hơn. Tôi nghĩ cái đao nó thay cho cái mà cái gỗ già của mình được á. Chỗ này thì mới có double zoom mới lên được nè. Sau đó mới nhận được cái đồ tím tím ở bên trái. Này mình đấm nó lại được không? Không, cục này không có đấm được. Không được, phải đi đường dưới nữa. Đường dưới nãy mình mở cái cửa ra. Cái giá. Lấy cái trọng kiếm này sai lầm. Đánh ông về. Cái này phải double zoom mới nhảy được rồi. Ta đi nhanh đi. Lost essential. In the name of God, I am here to guide you. Who are you? And what do you mean by be careful? She's coming at us. The water. Hey. Ây da, đau gì chị? Cái gì đây, cái gì đây? Ây.
tay rồi. Tiếp tục cắn máu như cắn thuốc. Chị đổi chiêu rồi, mình mới vừa quen mà. Rồi, chị lướt gì thì em chịu rồi, bố Yasuo còn không đỡ được chị đâu.